Beauty Powder The Ring Collagen Herb Blend là xu hướng dinh dưỡng mới, bổ sung hàm lượng collagen giúp ngăn ngừa các dấu hiệu lão hóa cho da, giúp da bạn mịn màng, tươi trẻ và săn chắc. Chế độ dinh dưỡng hàng ngày thường không đáp ứng được hàm lượng collagen thiết yếu để tăng độ đàn hồi cho da. Chính vì thế, việc bổ sung collagen qua các sản phẩm thực phẩm chức năng được nhiều quan tâm. Trước đây, chúng ta quen với trào lưu sử dụng mỹ phẩm chứa collagen nhằm tái tạo độ đàn hồi cho da. Nhưng các nghiên cứu khoa học mới nhất cho thấy collagen được sản sinh từ trong da chứ không được hấp thụ qua da. Bởi vậy, hấp thụ collagen qua đường uống sẽ cho hiệu quả cao hơn so với sản phẩm bôi hoặc đắp ngoài da. Beauty Powder The Ring Collagen Herbalife là sản phẩm cung cấp hàm lượng collagen tốt cho da và giúp da săn chắc mịn màng tự nhiên. Những ưu điểm của sản phẩm Beauty Powder The Ring, hàm lượng collagen thủy phân Herbalife được sản xuất dưới dạng những phân tử siêu nhỏ, mang lại hiệu quả thẩm thấu, hấp thụ, giúp cho việc hấp thụ collagen hiệu quả hơn, đồng đều hơn. Ngoài hiệu quả bổ sung collagen, sản phẩm có chứa vitamin C, B2 dạng bột, giúp tăng cường quá trình hoạt động của các tế bào và sản sinh năng lượng trong cơ thể, duy trì chức năng của các tế bào liên kết dưới da và tóc. Sản phẩm Beauty Powder The Ring dạng bột có thể pha với nước hoặc nước trái cây cho bạn thức uống thơm ngon bổ dưỡng, tốt cho sức khỏe, da và tóc. Tác dụng của collagen thủy phân Herbalife cung cấp các dưỡng chất, vitamin tốt cho việc duy trì sức khỏe của tóc và móng tay. Collagen thủy phân Herbalife chứa các vitamin và khoáng chất cần thiết cho cơ thể và nâng cao sức đề kháng. Bổ sung hàm lượng collagen thiết yếu trong cơ thể giúp ngăn chặn các dấu hiệu lão hóa sớm. Beauty Powder The Ring cung cấp vitamin B2, B6 và C hạn chế suy nhược và giảm mệt mỏi cho cơ thể. Cung cấp kẽm và biotin để duy trì làn da khỏe mạnh, tóc và móng tay. Bổ sung thành phần đồng để giúp duy trì làn da khỏe mạnh, đầy sức sống và mái tóc óng ả. Vitamin C là cần thiết cho sản xuất collagen bình thường. Cách sử dụng collagen thủy phân Herbalife. Để có hiệu quả chăm sóc da và mái tóc đẹp, bạn uống ngày 2 lần. Để tăng thêm hương vị, bạn có thể trộn 2 muỗng với 120-140ml nước hoặc nước trái cây. Đối tượng sử dụng Collagen Beauty Powder The Ring. Sản phẩm thích hợp sử dụng cho các bạn gái, chị em phụ nữ hoặc người có nhu cầu đẩy lùi các dấu hiệu lão hóa cơ thể. Beauty Powder The Ring Collagen Herbalife chính là thức uống giúp giảm các triệu chứng của sự mệt mỏi và tốt cho da, tóc, đẩy lùi các dấu hiệu lão hóa trong cơ thể.